Rồi, hôm nay là ngày 18 nha, tháng 12. Em về được 40 món tất cả nha. À 49 50. Thế cả là 50 món tất cả nha. Thì đây em sẽ quay sơ lược cho mọi người xem nha. Nay em về hàng rất là phong phú đa dạng luôn nha, còn rất là nhiều hàng đẹp luôn. Rồi, đây là hai số điện thoại của em. Mọi người ưng món nào thì alo cho em hai số điện thoại đây nha. Giá nó sẽ bao gồm phí ship nha. Rồi ai chuyển khoản thì em bao ship. Rồi ship code thì mọi người tự trả nha. Rồi, mã đầu tiên, mã số 1 là em lên một cái đèn pin của Mỹ giá 200 ngàn nha. Cái này nó của California USA nha, còn rất đẹp luôn nha. Đó. Này nó sử dụng pin nha, pin pin tiểu mình đó. À, cái nút này là mình mở để mình dôm gần xa, còn nút này mở pin nha. Đó, cái này pin không có nha. Mọi người dùng pin tiểu bỏ vô nha. Rồi. Cái này giá là 200 ngàn nha, cái này rất là mới luôn. Hàng của Mỹ nha. Em sẽ quay sơ lược nha, đó. Rồi, rất là đẹp nha, rất là sáng luôn nha, sử dụng bóng led nha. Rồi, cái này giá là 200 ngàn nha, cho cái đèn pin của Mỹ này. Rồi, mã số 2 là em lên một cặp đầu nối tháo nhanh hơi nha. Giá là 300 ngàn một cặp nha. Cái cặp này đến từ thương hiệu là Tremac nha. Tremac, đó, rất là đẹp luôn nha. Của Nhật nha. Rồi, cái này nó sử dụng vỏ lỗ lớn nha. Để mình sử dụng trong... cái máy cao áp đồ đó mình sử dụng rất là ok luôn, đầu ren rất là đẹp nha. Rồi cứ đã luôn nha. Rồi một cái cặp chỉ hơi này để em đo cái đường lỗ mọi người xem nha, nó được 2 cm nha, cái lỗ được 2 cm nè. Đó, rồi cặp này giá là 300 ngàn một cặp nha. Đó, mọi người mua gì sử dụng ok nha, 300 ngàn ở trong mã số 2. Rồi mã số 3 là em lên một cái tarot tự động nha, giá là 400 ngàn. Cây này là đầu lớn nha, đầu tới 10 ly lận nha. Thì cái cây này là của Đức, Gep Money ha, ở trên nó có ghi chữ nè, Gep Money nha. Đó, của Đức nha. Thì cái cây này rất đẹp luôn. Đó, thấy không, nó khác của Nhật là cái này bằng nhôm nè. Đó, Nhật nó bắt đầu nhựa này bằng nhôm. Thì cái này sẽ dòng đầu từ 4 ly tới 10 ly nha. Đó, mình có thể mở ra mình xem nè. Đó, rất là ok luôn. Đó, cái mũi để mình đang sử dụng tarot tự động nha, 10 ly cực kỳ to. Thấy không? Rồi. Nó bị thiếu cái tay nha. Mọi người về kiếm tay chế lại nha. Cái tay để mình quay lật á. Rồi, rất là ok, hoạt động hoàn hảo nha, không có lỗi làm gì nha. Rồi, cái này giá nó là 400 ngàn nha, 400 ngàn cho cái đầu cái tarot tự động của Mỹ, của Nhật, của Đức chứ, của Đức nha. Rồi, mã số 4 là em lên một bộ vít. Rồi, giá là 400 ngàn nha. Để em coi vít này vít gì. À nó là dạng vít thư điện nha mọi người. Đó, nó dạng vít thư điện nha. Đó, bộ này của nhà Viettel còn rất đẹp nha. Đó. Điện 100 220V. Đó. Ở đây nó có một con đèn mình chạm tay vô cái nút cái miếng USB này nè. Đó mình ấn vô, ấn nha. Đó, mình cắm vô điện mình thử điện ok nha. Thì cái này nó sẽ thêm cái mũi nha. Đây là những cái mũi của nó, mũi chưa xài luôn nha, còn rất đẹp luôn nha. Đó, còn rất đẹp luôn. Đó, chân gà nó như thế này, nó cực kỳ dài luôn nha. Đó, để đo cái mũi giúp nó dài được. Cái mũi giúp này nó dài được 15 cm nha, 15 cm cho một mũi nha. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đó, một mũi như thế này của Viettel nha. Đó, hàng cao cấp nha. Đó, nó cao cấp hơn những cái dòng mà bỏ trong cái bằng giấy, bằng ni lông. Đó, bộ này giá là 400 ngàn nha. Đó, 400 ngàn nha. Hộp nó hơi dơ mà không bị nứt bể nha. 400 ngàn. Số 5 là em lên một cặp dao ghép dắp nha, móc khóa ok nha. Thì cái này là của Nhật hết nha. Đó, hàng nội địa của Nhật nha. Đó, này nó có hai chức năng, một cái lưỡi này và một cái lưỡi này. Đó, vỏ này bằng nhựa nha. Đó, rất đẹp nha. Rất là đẹp luôn, để móc chìa khóa đồ ok nha. Một cái dao với một cái đồ khôi lon. Rồi, tiếp theo là một cái cây. Cái này nữa nè, của Nhật luôn, còn rất đẹp nha. Đó thì nó gồm có 1 2 3 4 5 6 7, 7 chức năng nha. 7 chức năng bán cực kỳ luôn nha. Đó, cán mà xa mà thân bằng nhôm, mình sử dụng gấp lại thôi. Rồi đó, hai cái như nhau hết nha. Rồi một cặp 150 ngàn nha, 150 ngàn cho một cặp dao gấp này, thế này đa năng thế này. Rồi mã số 6 là em lên một cái nữa cũng là dao gấp luôn, mà cái này lại lớn hơn nha. Thì cái cây này á là nó gồm có 3 4 5 6 7 chức năng luôn nha, giá là 100 ngàn mã số 6 đó, ok chưa,
còn rất đẹp nha. Đó, nó có một cái vũ móng nữa. Rồi cái cây này thì nó chỉ còn có một cái nhíp nha, à một cái tâm xỉ răng nhé, còn cái nhíp mình để rớt rồi nha. Đó, nó như vậy đó. À, nó còn một cái chức năng gì nữa ta, à một cái cưa nữa nha, ở trên này còn một cái cưa, 8 chức năng lận nha, cực kỳ bén luôn đó. Rồi cây này giá là 100.000 thôi nha, 100.000 cho mọi người ai ưng thì alo cho em mã số 6 nha. Rồi mã số 7, mã số 7 là em lên một cái dao gấp luôn nha, con này của Mỹ nha, USA mà thấy không, Colombia USA nha, thì cái này giá là 300.000 nha. Đó, rất đẹp nha. Đó, đó nó gồm có 3 chức năng thôi, là một cái khui lon, một cái nĩa và một cái dao nha. Đó, mọi người mua gì sưu tầm nha, của Mỹ nha, còn rất là đẹp luôn. Đó, ở bên đây là USA hết nha. Rồi, bộ này giá là 300.000 nha, 300.000 cho cái bộ dụng cụ đa năng này. Rồi, tiếp theo mã số 8 là em lên một cái vòi xịt nước nha, 300.000, cái này đến từ thương hiệu là Takagi nha. Đó, đầu rất đẹp, lại lớn nha, này là xe lớn nha. Đó, lại xe lớn nha. Đó, ok, hoạt động ok nha, có nút giữ nước này ha. Đó, ốc này ốc tăng chỉnh nha, cái lực xoáy nha, lực bóp mạnh hay bóp nhẹ nha. Rồi, nó sử dụng hai đại ống, ống 21 và ống 17 nha, còn rất là ok luôn nha, không có lỗi lầm gì hết. Rồi, giá là 300.000 nha, cho một cái xịt nước này nha. Rồi, tiếp theo nữa là em lên một cái xịt hơi, giá 150.000 nha, nó đến từ thương hiệu Kinki nha. Đó, cây này rất đẹp luôn nha, cây này không có lỗi lầm gì hết. Đó, mua về mình sử dụng để mình xịt xịt hơi rất là ok luôn nha, tay móc vẫn còn không gãy nha. Đó, cây này giá nó là 150.000 cho mã số 9 nha. Rồi, mã số 10 là em lên một cái kéo đứt nha, một cái kéo búp đứt rất đẹp, giá là 300.000 nha, của Đức nha, đẹp mà đây ha. Đó, ngoại hình đây, nước sơn rin còn luôn nha, còn rất đẹp, bóng mẩy nha. Rồi, phần kéo rất là bén nha, không có mẻ, không có mài dũi hết. Kéo bếp để khui lon, bóp cua rồi nải lon, một kéo bếp thép trắng rất đẹp nha, và giá là 300.000, mã số 10 nha. Rồi mã số 11 cũng vậy, nó cũng là 300.000 luôn, một cái kéo đứt thứ hai màu đỏ đây, chỉ khác nhau cái màu thôi nha. Đó, còn rất đẹp luôn nha. Đó, cực kỳ bén nha. Đó, rồi cây này cũng giống như cây kia luôn, cũng là 300.000, mọi người thích màu nào mình mua màu đó nha. Rồi mã 12 là em lên một con dao bếp nha, 250.000, đây là một con dao của Đức nha, đẹp mini nè. Đó, con dao này dao dần dao lóc nha. Đó, con dao này chưa qua sử dụng nha, tem trên cái tem ở trên cái thân dao bên này còn nha. Đó, ở dưới đây nó cũng có cái tem của nó luôn nha, cán bằng nhựa, khâu là đúc liền nha. Đó, lưỡi cực kỳ đẹp, cực kỳ bén nha, để chiên lóc nha, dao thái nè, mình đem về mình gọt cái cây đồ ok hết nha, nó rất là nặng luôn nha, cặp con dao rất là chắc tay, nặng cực kỳ luôn. Rồi, con dao này cái lưỡi của nó là được đây 14, tổng dài là 26.5 nha. Rồi, con dao này rất đẹp luôn, con dao này giá là 250.000 nha, mã 12, con dao lóc của Đức nha, hàng dao Đức rất là bén, mua về xài cực kỳ tốt nha. Đó, hàng chính hãng của nó là còn cái tem trên này nha, còn tem cán này và tem lưỡi còn nguyên nha. Đó, đó. Đây, bên này là nó sơn lên luôn nha. Rồi, cây này giá là 250.000 cho dao đất của Đức nha. Rồi, tiếp theo nó là lên mã 13 là một con dao găm. Đó, giá là 300.000 nha, cán bằng sừng nha. Đó, khâu đồng bằng đồng hết, cán bằng sừng. Đó, thế mài rất là hay luôn nha, hai bên. Đó, ở trên này bén nha, tại lưỡi đây cũng bén nha. Đó, nó thiết kế con dao rất là hay luôn nha. Rồi, con dao này giá là 300.000. Cái lưỡi là được khoảng 13 cm, tổng dài là 21 cm nha. Rồi, con dao này 300.000 nha, cho mã số 13. Rồi, mã 14 là em lên một con dao găm lớn hơn, giá 500.000. Con này là kỳ to, cán bằng sừng luôn nha, là bằng sừng nai, sừng bò, sừng trâu gì đó, rất đẹp luôn nha. Đó, đuôi là bằng nhôm. Rồi, chống dao rất dày luôn nha. Đó, rất là đẹp, mọi người về chỉ mài về sử dụng, còn để chân bay cũng được, em về đi vệ sinh chứ không có mài nha. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, con dao này chiều dài của nó là được lưỡi là 15, tổng dài là 27 nha, lưỡi 15 dài 27, không bằng đồng nha. Con dao này cầm rất là chắc tay luôn. Rồi, con dao này giá nó là 500.000 nha, không có bị mẻ chứ nha. Đó, mọi người mua về thì xài nó bén sẵn rồi,
nước thép rất là tốt. Rồi tiếp theo nữa là em lên mã 15, là em lên một con dao ở trong cái vỏ này đó, dao băng nha. Đó, dao chả biết dao gì, như dao để đọc gì đó nha. Nó trong một cái hộp như thế này nha, đó, hộp bằng nhựa luôn đó. Nó đến từ thương hiệu là Mirai nha. Đó, nó có một cái nút lóc gì đi ta. Đó, rồi ấn vô, bỏ vô rất tiện dụng nha. Mình để mình đeo dây thắt lưng vô đây. Và con dao này giá nó là 250.000, lưỡi là được khoảng 7 cm, tổng dài là 21 nha. Đó, bản cực kỳ luôn, lưỡi riêng chưa mài dũa gì nha. Rồi giá nó là 250.000 nha, không rớt nha, cực kỳ cứng cáp luôn, ấn mạnh vô cầm không rớt nha. Rồi giá là 250.000, mã 15. Rồi mã 16 là em lên một cây tu dít đảo chiều của Vietcell dòng cao cấp nha, 250.000. Cây này là của Vietcell dòng cao cấp nha, Vietcell này ha. Đó, mã là TD6008. Thì cái cây này á, răng sử dụng răng nhĩ nha, 72 răng, thấy không, đảo chiều lại nè. Đó, mũi rất đẹp nha. Đó, bộ này mũi nó rất đẹp, BH3 nè. Và những cái mũi xe cua là nó nằm ở trong này nha. Đó, bãi nó về nó bị thiếu một hai mũi nè, em bỏ thêm một cái mũi vô cho mọi người nha. Đó, một cái mũi rất là dễ kiếm. Đó, rất là cứng cáp, không nứt bể gì nha. Cái này rất sử dụng rất là ok luôn. Đó, răng nhuyễn mình sử dụng tua rất là nhanh nha. Rồi, cái cây này chiều dài của nó là được không tính mũi là 18 cm nha, không tính mũi là 18 cm. Giá là 250.000 nha, mã 16. Rồi mã 17 là em lên một cái vít chỉnh lực 300.000 của nhà Canon nha. Cái này giải lực nó là 12 nha. Đó, rất là ok nha. Thấy không? Thấy không? Đó, chỉnh lực ok hết nha. À, chỉnh lên nha, lên lực nha. Đó, lên lực nha. Đó. Rồi, cái mũi này cũng rất là dễ kiếm nha, nó sử dụng mũi thường nha. Đó. Rồi, đây là một cái vít chỉnh lực. Mình sử dụng đồ rất là ok luôn. Dài là không tính mũi là 12 cm nha, không tính mũi nha, đo từ đây xuống nha. Rồi cái này giá là 300.000 nha, của nhà Canon. Rồi tiếp theo nó là mã 18, 400.000. Em lên một cái vít đóng của nhà Vietcell nha. Đây nó có đóng chữ Vietcell nè, mát nhìn da băng nha. Thì cái cây này á, bên Nhật nó sử dụng rất ít nha, đóng một vài lần bỏ luôn nha. Thì cái cây này á, là nó sử dụng mũi 6.35. Đây là cái mũi bắn tôn của mình á, là mình bỏ vô mình xài được rồi nha. Đó, cái mũi bắn tôn này 6.35 rất là thông dụng luôn, mình mua về mình không sợ khó kiếm mũi nha. Đó, cây này rất đẹp luôn nha. Đó, mũi nhỏ. Thì cái cây này chiều dài của nó là được không tính mũi là 13 cm nha, 13 cm. Đó, chức năng động ok nha. Rồi, cái này của Vietcell nha, giá nó là 400.000 nha, cho mã 18. Rồi mã 19 là em lên một cặp vít đóng nha, của nhà Vietcell luôn, giá là 370.000 một mã 19 nha. Đây thông số ở đây Vietcell nha, cán gỗ nha, dòng cao cấp nha. Thì nó sử dụng là chờ mũi -6 nha, -8 nha, -8 và BH3 nha. Đó, BH3 mũi rất đẹp luôn nha, đều có từ hít nha, không có bể cạnh gì nha. Đó, bao cho mọi người luôn. Đó, rất là ok luôn nha, mua về mình sử dụng đồ lớn rất là ok, vít này cầm rất là chắc chắn nha, thân rất là to luôn, 8 ly lận nha. Rồi, đây là BH3 và cái chữ 8 đầu đóng nè, rất đẹp nha, cán không nứt vẻ. Rồi cái chiều dài của nó là dài được 30 cm nha, 30 cm. Rồi cặp này giá là 370.000 cho một cặp nha. Đó, mọi người mua về mình sử dụng đồ khỏi chê luôn, đóng thoải mái. Rồi mã 20 là em lên một cái bộ độc giác nha, giá 150.000. Nó là đến từ cái thương hiệu là KTC nha. Đó, 150.000. Thì ở trên này là những cái mũi lên của nó đầy đủ nha, là gồm có là 2.5 ly nè, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly và 10 ly nha. Bộ này giá là 150.000 thôi nha. Đó, rất đẹp luôn, mũi rất đẹp nha, không có dập cạnh gì hết nha. Đó, mọi người thấy rõ không? Đó. Rồi, cái thân dài của cái cây to nhất đó là dài được 12.5 cm nha. Rồi, bộ này giá là 150.000 của nhà KTC nha, 150.000. Rồi mã 21 là em lên một cái thuốc điện của nhà Vietcell nha, giá là 350.000 nha. Đó, mũi chấm lớn nhất của nó là 3.2,
1.0, 1.6, 2.2, 2.6 và 3.2 chữ B nha. Đó, có một cái cử luôn nha, để mình đo cho mình cắt đều dây nha. Đó. Phần cán thì đẹp cực kỳ nha, không có nứt bể gì hết nha. Đó, rất là ok luôn. Rồi cái này của nhà Viettel nha. Đó, ở trên này nó sẽ ghi cái thông số nó mũi nha. Đủ nó đầy đủ nha. Rồi cái này giá là 350.000 nha cho cái nhà Viettel này. Rồi mã 32. 32 là cũng 350.000 luôn. Cây này là của nhà Viettel luôn nha. Đó. Thì cái cây này là cán nó màu đen, thông số lỗ nó sẽ khác nha. Lỗ nó là lỗ từ 1 0.9 125 20 35 và 55 nha. Đó. Nó còn cái cử luôn nha. Đó. Rồi, cái này hoạt động ok nha. Không có lỗi lầm gì hết. Nhà tuốt điện bấm vô là tuốt cái điện lên nha. Đó, rồi, cái này giá là 350.000 nha, mã 22, lỗ 5.5 nha, màu đen. Rồi, cán không nứt bể nha, đẹp cực kỳ. Rồi, tiếp theo nữa là em lên mã 23, 350.000 là một cái cắt ống của nhà MCC. Thì cây này á nó cắt từ ống 42 độ lại nha. 42 độ lại. Đó, mở ra. Phần lưỡi nè. Không mẻ nha, còn bén cực kỳ luôn. Thấy không? Kích lưỡi nha, không hở nha. Rất là tiện dụng luôn. Mình mua về mình cắt ống nước mình rất là tốt nha. Hàng Nhật thì cái nước thép của nó rất là tốt, xài lâu nó không bị cong lưỡi hoặc là gãy lưỡi nha. Rồi, cái nhà MCC da băng nha. Rồi, sử dụng ống tới 42 độ lại. Giá nó là 350.000 nha. 350.000 cho mã 23. Rồi, tiếp theo nữa là mã 24. Mới nâng cái máy nó cho nó cao dễ quay hơn. 24 là một cái kéo quắt tôn đến từ thương hiệu Mitsu nha. Logo Mitsu nè. Đó. Cán màu đen rất đẹp nha. Lưỡi không mẻ nha, còn rất đẹp luôn. Mọi người mua gì cắt tôn rất là không chạm tay, tôn sẽ chạy dưới cái đường viền này không? Nó sẽ không bị chạm tay nha. Không, cái tiếng ma sát cũng rất là đã nha. Rồi, cây này giá nó là 280.000 nha. Đó, nó bị thiếu cái móc khóa, mọi người về kiếm công kẽm đồ lại nha. Đó, bãi nó về như vậy, 280.000 cho cái kéo tôn này. Rồi, mã 25 là một cái kéo tôn thứ hai cũng giống như vậy luôn, nhưng mà cán nó màu đen, nó cũng là đến từ thương hiệu Mitsu luôn nha. Đó. Lưỡi đẹp nha. Đó, lưỡi phần trăm lưỡi nè. Không chê chỗ nào luôn nha, không có mẻ bể gì hết nha, mũi đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi, cái này giá là 300.000 nha, 300.000. Đó, nó đẹp hơn chút thì giá nó sẽ nhỉnh hơn chút nha, giá là 300.000. Rồi. Mã 26 là em lên một cặp kèm gốc phe giá 250.000 nha. Một cặp kèm của nhà Lucky nha. Lucky, một cây hai cây phe ngoài hết luôn nha. Đó, một cây lớn và một cây nhỏ. Đó, một cây lớn một cây nhỏ nha. Cán đồ ok hết nha. Đó, đều có con ốc để mình canh cái cử để giữ phe nha. Đầy đủ hết. Đó. Rồi, một cặp này chiều dài của cái cây dài nhất á, là được khoảng 21 cm. Cây ngắn là dài được 16 cm nha. Và giá là 250.000 cho một cặp nha. 250.000 cho một cặp nha. Rồi mã 27 lại lên một cái kìm phui da. Giá nó 100.000 thôi nha. Bán rẻ cho mọi người xài luôn. Đó, cái lô hàng này em nhập hàng năm giá mềm để bán giá mềm luôn. Răng ngàm ok hết nha, không có lỗi lầm gì hết. Ngàm cắt này. Đó, ngàm cắt đẹp cực kỳ luôn. Cán độ ok hết nha, không nứt bể hết nha. Thì cái kèm này dài là được 18 cm nha, 18 cm, không có rơ nha, mọi người thấy không, kéo vô mà thả như thế này mà nó không bị xuống là nó không rơ nha, nhưng mà rất là mềm mại nha. Rồi, cái này giá nó 100.000 thôi nha. Đó, 100.000 thôi. Rồi, rồi mã 28 là em lên một cặp kèm thứ hai, giá là 220.000. Một cây kèm phui da, kèm ngồi và một cái kèm đuôi cá của nhà KTC nha. Đó, đó. Rồi, cái kèm ngồi đầu tiên á là một cái kèm của nhà phu gia đời cổ nha, nó sẽ đóng cái logo như thế này nè, hàng cổ nha. Đó, kèm ngụ là anh sẽ làm gân tay như thế này để chống trơn á. Đó, đó. Nha. Rồi, phần răng đây, phần răng bên này nhằm cắt nha, nhằm cắt đẹp nha. Rồi, cái này chiều dài của nó là dài được 21 cm nha, 21 cm. Rồi, cái thứ hai là một cây của nhà KTC. Đó, hai nấc. Đó, cái kèm đuôi cá nha. Răng cổ đẹp cực kỳ luôn. Rồi, kèm đuôi cá tiện dụng cực kỳ nha. Rồi, cặp này giá hai cây bằng nhau nha.
hai cây bằng nhau luôn, 21 sen, giá là 220.000 cho mã 28 nha. Rồi mã 29 là em lên mổ lết nha, là một cây mổ lết của nhà top nha. Đó, cái cự ly mở là siết sát cho được 8 ly và mở ra 38 ly nha, là có nghĩa là mình siết vô tới đây là hết, là không thể nào vô hơn nha, nó sẽ ghi thông số cho mình như này. Đó, và mở ra là 38 ly. Đó, cực kỳ to luôn nha, mũi đít lùng. Cái cây nhà này của top nha. Đó, nó có mã của nó đầy đủ nha. Rồi, phần nhà của đây, cây này giống như chưa sử dụng nha, còn rất đẹp, còn mới luôn, kỳ luôn nha. Đó, à, có sử dụng nhẹ rồi, hơi cứng nhẹ xíu thôi, không quan trọng nha, nhìn không thấy đâu nha. Đó, mềm mại, không cứng lắc sự hết nha. Đó, cây mũi đít lùng. Rồi, cây này giá nó là 250.000 của top nha, mã 29. Rồi, mã 30 là em lên một cây cờ lê chỉnh lực 280.000 nha. Đó, cái này là đầu 24 nha, Tonichi giải lực là 250. Rồi, đó, sống ok hết nha, không có lỗi lầm gì hết. Cái này là sử dụng cái này nhiều nha. Đó, nó bị chóc cái lớp xi ở trên miệng nha, chứ không phải là bị mẻ, bị dập nha. Đó, chóc lớp xi bãi nó về nó bị chóc nha. Đó. Rồi, cây này chiều dài của nó là được 23cm nha. Rồi, cây này của nhà Tonichi giải lực là 250kg trên cm nha. Đầu 24, rồi cây này giá là 280.000 nha. Rồi, mã 31 là em lên 3 cây cờ lê đồng cho anh em sưu tầm. Thì giá là 400.000 nha. Thì nó gồm có 3 cây. Thì đầu tiên là một cái cây của Nhật nha, thương hiệu là Pealon, đầu 21 nha. Đó, cạnh độ đẹp cực kỳ nha, không có lỗi lầm gì hết nha. Đó, một cái cờ lê đồng Safetitus nha. Rồi, đó, còn rất đẹp nha, màu đồng nha. Rồi, cái này đầu 21. Cái thứ hai là một cây miệng, hai miệng là gồm có là đầu 21 và 26 của nhà Pealon luôn nha. Đó, còn rất đẹp, bằng đồng, đồng nguyên khối nha, không phải đồng xi nha, đồng nguyên khối luôn. Miệng độ đẹp cực kỳ luôn. Đó, nó nặng cực kỳ luôn nha. Rồi, đây là 21 và 24, 26. Và một cây thứ hai, thứ ba là một cây của Mỹ nha. Màu đồng nó sẽ khác, đồng nó sẽ đồng là giống đồng chì chì nha. USA APCO. Là nhưng mà nó sẽ hệ in nha. 11/16 và bên này là 7/8 nha. Đó. Rất là đẹp luôn. Ba cây nha. Mua về sưu tầm mình demo chân chơi rất là đẹp nha. Rồi, ba cây giá là 400.000 nha. Nó nặng cực kỳ luôn nha. 400.000 cho ba cây. Rồi. Rồi mã 32 là em lên một mã 32 là em lên một cặp đi chuột nha. 200.000. Thì một cặp nó gồm có hai cây, một cây 12 và 10/12 của nhà MCC nha, và một cây 13, 17 nha. Thấy không? Nghe tiếng đã chưa? Đó. Đó, nhỏ thì tiếng nó sẽ nhỏ hơn. Rồi một cặp miệng đều đẹp hết nha, không có lỗi lầm gì hết nha. Góc cảnh cao cực kỳ luôn. Rồi một cặp luôn, như thế này. Đó, một cặp đuôi chuột giá nó chỉ có 200.000 thôi nha. Đó, rồi. Rồi một cặp thứ hai, mặt 33 cũng là nó là 250.000 nha. Cặp này nó đến từ một thương hiệu là một shipper với top nha. Nó đẹp hơn một chút. Thì cái cây này là cây 10, 13 và 14, 17 nha. Đó, tiếng nè. Top là cái tiếng nhuyễn lắm. Đó, răng đồ đẹp nha, bao cho 10 răng cổ nha. Rồi cây này là cây 14/17 nè, của nhà mà xíu shipper. Không, nghe tiếng rất là căng nha. Mọi người mua về sử dụng ok hết nha, không có lỗi lầm gì hết. Đầu này nó không bị dập dạp, nó chỉ chày xương thì 5 tháng thôi nha. Rồi cây này giá nó là 250.000 cho một cặp nha, mã 33. Rồi mã 34 là 200.000. Em đem một cái cây cần tự động của nhà KTC, cây này rất đẹp nha, 3/8. Đó, đi kèm cho mọi người là một cái đầu điếu luôn nè, 12. Đó, nghe tiếng căng chưa? Đó, hai bên cạnh rất đẹp nha. Đó, cây này sẽ ít nha, 3/8. Cây này giá là 200.000 nha, cái mã 34 này. Rồi mã 35 là em lên một cái đuôi chuột 3 đầu. Thì cái cây này giá là 200.000 nha. Nó gồm một cái đầu miệng mở nhanh, nó như thế này đó, để mình đút vô cái kẹt mình mở ra chứ không cần phải luồn lên nha. Đó, nguyên lý là như vậy. 12, cái này đến từ thương hiệu là top nha.
top da bằng ha, 14 và 10 là đội đuôi chuột, thấy không, nghe tiếng đập chưa, thấy không, răng cổ ok hết nha. Không, rất đẹp luôn nha. Cây này giá là 200.000 nha, 200.000 cho cây top này nha. Mã 25 35. Rồi mã 36 là em lên một cây chậu xích nha, giá 350.000. Cây này nó đến từ thương hiệu là của nhà top luôn nha, top da băng luôn. Chiều dài là 150mm nha. Đó. Đó là một cái chậu xích để mình mở ống nước, mở lọc nhớt đồ ok nha. Xích là mềm mại không cứng sự gì nha. Đó, phần răng của nó đây. Còn rất đẹp luôn nha. Đó. Rồi, cái này rất là dài luôn, mình có thể mở từ ống 114 độ lại ok nha. Đó, 114 độ lại ok nha. Vòng cũng rất là lớn luôn nha. Rồi, cái này giá là 350.000 nha, 350.000 cho một cây cậu xích mã 36 này. Rồi, mã 37 lại lên một cái Eto kẹp bàn của nhà Lucky nha. Đó, đang có một cái tem Lucky mà bị bay mất tiêu rồi. Đó, ở dưới đây em sẽ đóng chữ dao bằng số 5 ha. Đó. 350.000 nha, mã 37. Đó, cái này một cái tô kẹp bàn để mình mở mình xoay vô cho mọi người xem nha. Đó, nhàm đây đẹp cực kỳ nha. Thì cái nhàm của nó bề ngang là được khoảng 6cm nha, bề ngang là 6cm, kẹp bàn ha, chén bát còn đầy đủ nha, của Nhật nha, số 5 da băng. Rồi, cái này giá là 350.000 nha cho một cái tô kẹp bàn. Rồi, mã 38 em lên một cái Eto dạng kẹp đồ mềm nha, kẹp gỗ, kẹp đồ nha, hàm lớn thấy không. Thì cây này nó đến cái từ thương hiệu là của Ý nha, Made in Italia. Đó, để nó kẹp đồ gỗ, kẹp những đồ mềm. Đó, tại cái ngàm này nó bằng nhựa, đó, mình kẹp nó không bị hư gỗ, hư đồ của mình nha. Nó rất là tiện dụng luôn, đó, rất là nhẹ nhàng nha, cái cốt của nó to thấy không. Đó, mở ra không? Đó. Thì cái ngàm mở tối đa của nó phải được 8 phân nha, 8 cm nha. Đó, bề ngang ngàm được khoảng 3 phân rưỡi, 3 cm rưỡi nha. Đó. Kẹp được ngàm này và ngàm này luôn, hai ngàm luôn. Đó. Kẹp ngàm sát, ngàm làm hở bằng kẹp gỗ này, kim loại mềm nha. Rồi, này cũng ý nha. Đó, những cái tay nấm này đều có nhựa bọc ở đầu hết nha. Made in Italia. Rồi, cái này cũng ý nha. Giá nó là 400.000 nha, 400.000 cho một cái Eto kẹp. Rồi tiếp theo nữa là mã 39 là nên một cái cảo hai chân của nhà shipper nha. Cái này nó là số 6 nha mọi người. Đó là 800.000. Đó. Rồi, chén bát ok hết nghe không? Đó. Cây này rất đẹp luôn. Đó, ốc tán đều đóng chữ shipper hết nha. Mọi người kỹ trước khi mua giùm em nha. Đó. Rồi, cái hàm nó mở ra, có thể mở ra để em đo. Rồi, nó có thể kẹp được hoặc đạn từ 20 nha. Kẹp từ bạc đạn 20, đường kính 20 độ lại nha. Đó. Đó. Đầu cốt rất đẹp, răng không dập mà dập gì hết nha. Còn rất đẹp luôn nha. Đó. Rồi, cái này giá nó là 800.000 nha cho cái cạo hai chân mã số 6 này nha, 800.000 mã 39. Rồi, mã 40 là em lên một cây mổ lết 800.000 của nhà Rigid Mỹ nha. Thì cái cây này là của nhà Rigid. Đây, nó là 18 inch nha. 18 inch. USA. Đó, cây này rất đẹp nha. Đó, sống trên nha. Còn rất đẹp luôn, không có dập nhiều lắm nha. Cái cây này á thì cái răng mở của nó tối đa là được khoảng 9,5 cm nha. Đó. Răng đồ đẹp nha, không bị dập nha. Bao cho mọi người luôn. Thì cái cây này rất đẹp luôn, hoạt động trơn tru nha, không có lỗi lầm gì hết nha. Ha, trơn tru nha. Thì cái cây này là cái cây cái tem ở trên cái cây này nó vẫn còn ha. Đó, nó chỉ bay màu theo năm tháng thôi nha, bên Nhật sử dụng nó bay màu thôi. Rồi, cái cây này rất đẹp luôn nha, nó dài 450mm nha, tổng dài được 40 mấy luôn nha. Đó, rồi là 18 inch á, cây này rất đẹp luôn nha, thân của nó đều đóng chịu rít trong này luôn nha, trong thân luôn nha. Rồi, răng nhàm thì khỏi chê, răng nhàm rất là bén rờn còn bén tay nha. Cái này giá là 800.000 nha cho cái cây mổ lết Mỹ mã 40 này. Rồi mã 41 là em lên bonsai nha, là một cái cạp giá là 700.000 nha. Đó, cây này là cái thế nó như thế này nè, mọi người thấy rõ không, chữ nóng bên này nha. Đó, chốt còn hở, chốt là không có mài nha, còn rất đẹp luôn. Đó,
đây về phần đầu đây, thấy không, còn rất là ok nha. Đó, kẹp rất là ok luôn. Rồi cái này chiều dài của nó là được 20 cm nha. Cái cạp này giá là 700.000 nha, 700.000 cho mã 41 này. Rồi mã 42 lại em lên một cái kéo cành giá là 450.000 nha. Cái này có chữ nha, còn rất đẹp lưỡi riêng nha. Nè mọi người thấy lưỡi không, ôm tròn viền nha, còn rất là đẹp luôn. Đó, cái này chiều dài nó là 19 cm nha. Đó, 450.000, còn rất là đẹp luôn nha. Đó, lưỡi hai lớp thép, thấy không? Mọi người thấy rõ không? Hai lớp, thấy không? Hai màu, đánh cước ra là hai màu rất đẹp luôn nha. Lưỡi đẹp cực kỳ luôn, bén cực kỳ luôn nha, không mẻ dâm gì hết nha. Rồi, cây này giá nó là 450.000 nha, 450.000 cho cây kéo cầm. Rồi, mã 43 là 450.000, là cũng là một cái kéo cành luôn, lưỡi riêng luôn nha. Đó, lưỡi đẹp cực kỳ luôn nha, không có mà dũ gì hết, về vệ sinh thôi. Chữ đóng rất là đẹp nha, hai chữ hai bên không, rất đẹp cực kỳ luôn. Thế là thế nó hơi cúp xuống nha, chứ nó không phải thẳng ra mà nó hơi cúp xuống xíu. Đó, ở bên này là nó đóng chữ nha. Đó. Rồi. Nào, còn rất đẹp luôn nha. Đó. Lưỡi riêng nha. Đó, à, mọi người thấy đánh giá cái lưỡi nha, không mà dũ gì hết nha. Rồi, cái này giá 450.000 luôn nha. Chiều dài của nó là được 19 cm luôn, 19 cm luôn. Giá là 450.000 cho mã 34 này nha. Rồi, mã 35 là 500.000, là một cái gốc cành. Đó, lưỡi nè, lưỡi đẹp nha. Đó, rồi tán đồ kia, okay. Con tán nó bị nứt, cái này bỏ riêng ra nha, cái này em chưa bán được nha, bỏ cái này luôn. Rồi, bỏ cái này nha mọi người, bỏ cái nó 44 này nha. Rồi, mã 45 là 500.000, em lên một cái kéo cành xoay lớn nha. Đó, cây này chữ nghĩa đầy đủ nha, lưỡi đẹp cực kỳ luôn, bóp vô lưỡi riêng luôn nha. Đó, lưỡi riêng luôn nha. Đó, góc ác ok hết. Rồi, đó, cái hoa da này nó hơi bị rách nha, mọi người về kiếm da đóng lại giùm em nha, kiếm mấy cọng nhơ mà tán lại thôi. Đó, cái cây này đẹp cực kỳ luôn, cái này chiều dài nó 20.5 cm nha. Nghe tiếng không? Đó, nó bén cực kỳ luôn nha. Độ mít của nó, mít từ cái lưỡi vô cái thành dưới nè, nó sẽ tỏ ma sát, mình cắt nó không bị dập cây nha. Đó, rồi cây này giá nó là 500.000 nha, mã 45. Mã 46 là em lên một cái cưa 500.000 nữa ha, em một cái kéo 500.000 nha. Đây, cây này lưỡi đẹp nha, nó lưỡi riêng mọi người để ý nha. Từ trong này ra, rất đẹp luôn nha, chữ nghĩa đầy đủ hết nha. Đó, tán đầu. Nghe tiếng không? Tiếng ma sát của lưỡi kéo rất là bén luôn nha. Đó. Rồi, cái này dài là 20.5 cm luôn nha. Cái này giá là 500.000 cho cái kéo mã 46 này nha. Rồi, mã 47 là em lên 350.000 một cái cương gâm boy lưỡi 2.4 nha. Đó, lưỡi 2.4. Đó, ngoại hình cán nha, rất đẹp nha. Phần lưỡi rất bén nha. Đó, siêu kỳ Gumboy 2.40 lưỡi 2.4 nha. Răng là không có mẻ một cái răng nào hết, bán cực kỳ rờ tay cũng còn nhám nha. Đó, còn rất đẹp luôn nha. Cái cây này lưỡi là 2.4, tổng dài của nó là mở ra tối đa được khoảng 50 cm nha, với cán là 50 cm. Đó, mọi người mua về xài mình cưa rất ok luôn, bán cực kỳ nha. Bấm nút cực xuống, nếu có hai nút chỉ nha, một nút nè, một nút nữa nè, không cái cưa như thế này. Đó, để mình cưa thôi đứng và cái cưa cái thế nghiêng. Đó, và cơ một cái thích, và ghép lại. Rồi, cây này rất đẹp luôn nha, lưỡi rất trắng luôn nha, mới tinh luôn lưỡi. Rồi, giá là 350.000 nha, mã 47. Rồi, mã 48 là em lên một con dao đi rừng, giá là 700.000 nha. 48, cây này rất đẹp, nó trong cái hộp như thế này, phần lưỡi đây. Đó, chữ nghĩa mọi người thấy rõ không, nó đẹp cực kỳ luôn, lưỡi 180 nha, phần lưỡi rất đẹp nha, không mẻ gì hết nha. Đó, thân dao rất đẹp, không có bị mục rỗ gì hết nha, con dao này khỏi chê luôn, hai lớp thép tách rõ luôn nha. Đó, hai lớp thép mọi người xem nó tách rõ cho mọi người xem luôn không. Đó, cán thì rất đẹp luôn nha, không có sụp sụp gì, không bể nứt gì hết nha. Cái này mua về sử dụng rất là ok luôn. Thì con dao này lưỡi là 18 nha, lưỡi là 10 à là 18 nè, không đo 19 luôn á. Rồi, tổng dài là 37 cm nha. Đó, cái vỏ đây, vỏ này bằng
ốp da này không, bằng gỗ ốp da đó. Con dao này giá là 700.000 nha. Có cái này nó hơi bị rách, mọi người về làm lại giùm em nha. Cái khóa lại á, bẫy nó mà nó về bằng da nó bị rách, thấy không? Rồi, cái này giá là 700.000 nha, mã 48. Rồi mã 49 lại em lên một cái rìu, giá là 700.000 nha. Cái này rất đẹp luôn, cái này là chữ nghĩa đây. Đây, có một cái một chữ nha, rất đẹp nha. Bên này đóng chữ rất nhiều nha, chữ dưới đây nè, chữ trên này luôn nha. Mọi người mua về sưu tầm trưng hay là để làm cũng được nha. Cán thì cán theo cây luôn, cán riêng nha. Bên Nhật nó ghi chữ nha, cán thì không có nứt bể gì hết, còn rất đẹp luôn. Thế cái này phần lưỡi của nó đây, cực kỳ to nha. Đó, mua về bổ củi là đeo cây rất ok nha, sưu tầm cũng được. Rồi, cái cây này cái lưỡi nó không là chiều dài là được khoảng 13 cm nha. Cái lưỡi là 13 cm, chiều đứng của nó là được khoảng 14.5 cm nha. Tổng cán dài là được 72 cm nha, tổng cán luôn là 72 cm nha, cực kỳ nặng luôn nha. Đó, anh mua về bộ củi rất là đầm tay đó, hay là mình dẻo cây rất là ok luôn nha. Dòng này là dòng hai lớp thép đó, mọi người thấy không, hai lớp hai màu khác nhau không đó. Mài mọi người về mài trắng lên sẽ rất là rõ nha, lớp thép cũng rất đẹp. Dòng dao dòng rìu của Nhật là đa số là đều là hai lớp hết. Rồi mã là mã 49, giá là 700.000 nha. Rồi mã 50 là 950.000, là một cái rìu của Mỹ nha. Cái này hiếm nè, cái này mua về sưu tầm đủ bài luôn. Amlung USA nha. Đó. Cái này rất đẹp nha, đầu đóng ở đây. Đó. Lưỡi đây. Đó, rất đẹp nha mọi người. Cái này mua sưu tầm đúng bài luôn. USA nha, cái này của Mỹ nha. Đồ Mỹ nha, cái cán của nó không? Tay Mỹ nó to, nó làm cái cán chà bá lửa luôn nha. Đó. Tay Mỹ nó làm nó rất to. Để về mình đẽo củi hay là mình bổ cây rất là ok nha. Thì cái cây này á, cái cây của Mỹ này là nó mài có một bên thôi nha, nó chỉ mài một bên mặt thôi, nó mài bên này nè, đó không mảy hết nha, còn rất đẹp luôn. Em về em vệ sinh cước nó rất đẹp nha. Đó, bên này thì nó bằng luôn, để đẽo nó không giống như cái đục mình nhá, đẽo nó không bị lạng cây nha. Đó, thì cái cây này cái lưỡi á, để đo cái lưỡi nha, cái lưỡi về ngang được khoảng 11 cm nha, lưỡi về ngang 1 cm, chiều dài là 15 cm nha, chiều dài là 15 cm, tổng dài từ cán là 40 nha, tổng dài là 40. Cái này là mã cuối cùng, giá 950.000 nha. Mọi người nào ưng alo cho em trực tiếp hai số điện thoại trên thì giá nó chỉ bao gồm phí ship, chuyển khoản, bao ship nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của em ngày hôm nay nha. Rồi, xin chào mọi người.